Thưa quý vị, trong lộ trình nâng cao chất lượng y tế cơ sở, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đề ra nhiệm vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng để chuyển đổi trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Hiện đã có 43 trạm y tế được nâng cấp và sắp tới đây sẽ có 146 trạm được nâng cấp. Là người bị bệnh huyết áp lâu năm, trước đây cứ đều đặn hàng tuần, ông Khoái phải đến bệnh viện quận để theo dõi sức khỏe. Từ khi trạm y tế nơi ông sinh sống áp dụng nguyên lý y học gia đình, thì ông đã chuyển sang thăm khám tại đây. Kể từ khi mà ở đây nó có cái phát triển cái trạm y tế gia đình á, nhân dân coi như là rất quan nghênh, đó là cái chủ trương lớn mà là cần nhân rộng ra. Có cái hiện tượng có bệnh gì đó nhẹ thì coi như điện rồi bác sĩ cũng ở nhân viên ở trạm y tế để tư vấn. Ở trạm y tế cũng có thể liên lạc với người dân cũng dễ hơn. Đó, thì qua đó thì chúng tôi có thể theo dõi sức khỏe cho người dân một cách thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể phát hiện sớm những cái trường hợp mà chúng tôi cần phải chuyển viện. Chúng tôi còn có những cái truyền thông cho cả thành viên trong gia đình, tức là tôi chữa bệnh cho người bệnh và phòng bệnh cho cả người lạnh. Thưa quý vị, có thể nói rằng mô hình bác sĩ gia đình ngày càng phát huy khả năng của mình, giúp cho việc giảm tải các bệnh viện tuyến trên cũng như là việc chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Và một trong những điểm nhấn đó chính là đối với các loại bệnh vượt quá khả năng của các y bác sĩ tại trạm y tế thì sẽ có các bác sĩ hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế đến từ các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho việc nâng cao được khả năng chăm sóc sức khỏe của cho người dân địa phương được tốt hơn và hiệu quả hơn. Việc phát triển y học gia đình thì trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có chương trình đào tạo những về bác sĩ y học gia đình và tiếp tục thì Sở Y tế sẽ tiếp tục trong cái kế hoạch của mình thì sẽ lần lượt chuyển đổi tất cả các trạm y tế trên địa bàn thành phố, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng như là đào tạo chuyên môn và nâng cao năng lực hỗ trợ cho các bác sĩ để chuyển đổi tất cả các trạm y tế trên địa bàn thành phố hoạt động theo nguyên lý học gia đình. Hiện có tới 80-85% số người đến cơ sở y tế khám bệnh đều là những bệnh thông thường, do đó hướng phát triển trạm y tế thành phòng khám y học gia đình là tất yếu, mặc dù có nhiều khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Nó còn về trạm mà anh tìm được một bác sĩ mà đủ 54 tháng, từ khi có chứng chỉ hành nghề, rồi để đứng cái trạm y tế hoạt động thì khó lắm. Một bác sĩ mới vô thì khoảng 4-5 triệu thôi. Với cái trang trải của quận nhất như vậy thì gặp rất nhiều khó khăn. Nói chung là tất cả các xét nghiệm đều ở trạm y tế chị từ xưa giờ chưa được thanh toán, người dân đều phải trả tiền, cho nên là người ta dần dần người ta cũng hạn chế. Trong cái việc mà quản lý sức khỏe người dân thì chúng tôi cần phải có một cái hệ thống hồ sơ bệnh án, thì có thể là bệnh án một cái hồ sơ giấy hoặc là tốt nhất là cái hồ sơ bệnh án điện tử, để qua đó chúng tôi có thể ghi nhận được các cái chỉ số sức khỏe của người dân, và qua cái bệnh án điện tử đó chúng tôi mới có thể theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân được.